Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là thứ chủ nhật. Thì ngày hôm nay là chủ nhật. Thì chiều ngày hôm nay thì mình có một chuyến đi về quê để về ăn cưới. Thì đám cưới là vào ngày thứ hai cơ, nhưng mà mình sẽ đi vào chiều tối chủ nhật để mình qua ở đó trước, nghỉ trước một đêm ở đó, xong rồi sáng thứ hai thì mình sẽ đi ăn cưới. Thì bây giờ là tầm khoảng 3 giờ chiều nha. Và bây giờ mình đang soạn đồ để về quê, thì tầm 4 giờ mình sẽ xuất phát mình đi. Thì hôm nay là mình đi ăn cưới ở Bến Tre. Cũng lâu lắm rồi á, mình mới làm một cái vlog mà dẫn cả nhà đi đây đi đó như mình. Tại vì dạo này mình đang bận học quá, và mình cũng đang sắp thi học kỳ rồi. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cả nhà đi chơi. Ok, bây giờ thì mình chuẩn bị xong rồi mình đi thôi. Có biết đây là đâu không? Cầu Rạch Miễu đó nha. Thì lúc này là mặt trời lặn này cả nhà, cho nên là nhìn rất là đẹp luôn. Và đi tới đây thì cũng đã gần tới Bến Tre rồi cả nhà, nhưng mà bây giờ mình phải qua nhà bác Tư mình á. Thì nhà bác Tư mình cách cũng còn xa lắm cơ. Cho nên là lúc mà mình đi là mình xuất phát đi hồi 4 giờ chiều, thì tầm khoảng 6-7 giờ tối gì đó thì mới tới nhà bác Tư. Nhưng mà trước khi qua nhà bác Tư thì mình sẽ qua chỗ nhà nghỉ á, để mình cất hành lý trước nè, mình cất đồ trước, mình nhận phòng rồi mình cất hành lý. Sau đó thì mình sẽ qua thẳng qua nhà bác Tư luôn để thăm bác Tư trước, giống như là qua nhà trai trước ngày cưới vậy cả nhà. Hello cả nhà, bây giờ là mình đã tới nơi và nhận phòng rồi. Và đây là một căn phòng ở Bình Đại khách sạn. Thì nhà nghỉ thôi. Đây là một nhà nghỉ thôi mà cũng khá là sạch sẽ ha. Đây là giường, đây là nhà vệ sinh với lại tủ quần áo là hết rồi đó. Nói chung là cũng sạch sẽ tiện nghi lắm, tại vì nhà nghỉ này nó cũng mới á. 200 ngàn một phòng. Có bát wifi, có máy lạnh, có quạt, có tivi. Hết rồi. Vô căn phòng này cũng nhỏ nhỏ thôi, đủ cho hai người ở. 200 ngàn một đêm á hả? Một ngày à. Đậu xe vô. Đi không đóng cửa kêu không được xe. Cha đẹp dữ. Hello cả nhà, thì ngày hôm nay là ngày thứ hai ở Bến Tre Bình Đại ha. Và bây giờ là tầm khoảng 7 giờ sáng. Và hôm nay là ngày rước dâu á, cho nên là cả nhà của mình phải đi qua chỗ nhà bác Tư sớm tí xíu á. Tại vì nhà bác Tư là nhà trai cơ, cho nên là mình phải đi sớm để rước dâu. Và mình sẽ quay sơ cho cả nhà cái khu nhà nghỉ mà mình đã ở nha. Thì cái chỗ này là người ta mới xây á, cho nên là rất là sạch sẽ, thoáng mát và tiện nghi luôn. Có cây mai to đùng luôn nè cả nhà. Và ở đây là người ta xây nhà theo kiểu xây nhà yến á cả nhà, để nuôi yến á cả nhà, nuôi chim yến á. Và bây giờ thì mình sẽ lên xe để đi qua nhà bác Tư thôi. Và trước khi đi thì mình sẽ dặm một ổ bánh mì trước, tại vì không biết sao mà mình đói bụng quá cả nhà. Tại vì tối hôm trước á là mình ăn cũng ít ấy. Mình qua nhà bác Tư thì qua khá là trễ, cho nên là mình cũng thấy hơi mệt á, mình cũng không có muốn ăn gì hết trơn á. Và tới buổi sáng thì mình lại đói, cho nên là ba mình có mua cho mình ổ bánh mì thịt heo quay. Thì ở đây là một ổ vậy là 15 ngàn á. Nó tính ra thì cũng hơi đắt á cả nhà, tại vì ở đây là dưới quê và bánh mì thì cũng không có được giòn nữa, nó hơi mềm á, nhưng mà ăn cũng tạm được, nói chung là cũng ngon. Và xe của mình đã tới bên nhà gái rồi này cả nhà, và đám này là đám hỏi á cả nhà, cho nên là
còn mình con nít là mình không có được vào, chỉ có ba mẹ mình vào thôi. Mình sẽ quay cho cả nhà cảnh ba mẹ mình khoác tay nhau băng qua đường để đi vào nhà gái nè. Thì đây là đám cưới của con trai út của bác Tư mình. Thì bác Tư là anh của ba mình đó cả nhà. Cho nên là mình thì mình là con nít cho nên là mình không có được vào. Tí nữa thì mình sẽ chờ ba mẹ mình xong cái đám hỏi này thì sẽ đón ba mẹ và rước dâu về luôn. Và đây giới thiệu với cả nhà một dàn bưng quả của bên nhà trai nha. Nói chung là nhìn rất là nhộn nhịp, vui, vui lắm. Đám cưới mà. Và mình với Út mình đã kiếm được một chỗ có rất là nhiều bóng mát để đậu xe nè, để chờ ba mẹ mình nè. Thì lúc mà tới bên nhà gái là hồi 8 giờ, mà mới 8 rưỡi là đã xong rồi. Cả nhà mình cũng biết sao lẹ vậy luôn. Thì bây giờ mình sẽ ngồi đây chờ khoảng nửa tiếng. Mới 8 giờ mà nắng quá trời luôn. Kiếm được cái chỗ bóng mát thấy hên ghê. Cái hồ ngoài kia đúng không? Chỗ này mát không? Lúc nào cũng quẩn lên rồi đó. Còn họ có công quay đầu. Đón dâu về rồi, bây giờ thì mình ăn cưới thôi cả nhà. Và mình sẽ quay cho cả nhà cái thực đơn của tiệc đám cưới ngày hôm nay nha. Thì thực đơn ngày hôm nay là gồm có 7 món luôn cả nhà. Bao gồm món tráng miệng luôn nè, súp Bình Thánh nè, gỏi bò nè, cá thác lát nè, cua flan xi, tôm càng sốt nè, bắp bò, lẩu cá, cơm rẫy, nó giống như cơm chiên á cả nhà. Và tráng miệng là nho Mỹ nha. Thì trên bàn á, là hai cái món cua flan xi với lại chả cá thác lát á cả nhà. Tí nữa mình sẽ quay kỹ cho Hưng cho cả nhà nha. Và hiện tại thì trong chén của mình là một cái chén súp Bình Thánh. Thì trong đây có một cục Bình Thánh nè, có tôm nè, có mực với lại thịt gà nữa cả nhà. Có trứng cút luôn và có bông cải, cà rốt. Nói chung là ăn cũng ngon, cũng khá là lạ. Tại vì mình đang đám cưới ở trên Sài Gòn á, thường thường thì những cái món khai vị thì người ta sẽ đãi súp cua hay là súp gà gì đó. Nhưng mà ở đây thì mình ăn súp Bình Thánh rất là ngon. Đây là món chả cá thác lát này cả nhà. Thì lúc mà phục vụ đem cái dĩa cá lên đó, thì lúc đầu mình tưởng đâu đây là cái miếng cá chiên và đây là cái miếng phi lê của cái con cá chiên đó. Nhưng mà không nha, tới lúc mà chị phục vụ mà bỏ phần ăn của mình vào chén á, thì mình mới biết đây là miếng chả cá. Và ở trong có trứng hột vịt muối nữa cả nhà. Là người ta làm cũng rất là hay luôn, rất là đẹp đó cả nhà. Tại vì người ta phải lóc da cá ra, sau đó người ta bỏ cái phần chả cá vào ấy. Nói chung là cũng rất là ok, rất là ngon luôn. Mình cũng hơi bất ngờ với món ăn này đó. Và tiếp đến là cua flan xi. Thì trong thực đơn người ta ghi là cua flan xi á, và nghe cũng cái tên rất là tây luôn. Và mình đoán ở đây là chả cua á, cả nhà. Người ta quết vào cái mai cua, trang trí cũng khá là đẹp mắt. Và những cái phần ăn ở đây là người ta ăn kèm với là nước sốt xí muội á. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy là cái phần ăn ở đây là nó cũng vừa miệng với mình rồi á, cho nên là mình không có chấm nước sốt. Và đây là cái phần ăn tôm càng sốt chanh dây. Thì cái phần ăn này ăn nó chua chua ngọt ngọt lắm cả nhà, cũng ngon lắm cả nhà. Và mình thấy cũng ăn rất là vừa miệng, cũng không cần phải chấm nước sốt gì hết trơn luôn. Thì tôm càng thì nó ngọt nè, và cái sốt chanh dây thì nó cũng chua chua ngọt ngọt, ăn chung với lại tôm thì cũng khá là ngon. Và ở trên là còn có phần mì xào giòn nữa cả nhà, mì chiên giòn gì á, nói chung là ngon lắm. À, mình quên kể với cả nhà luôn là từ trước tới giờ mình đi đám cưới là thường thường người ta sẽ phục vụ nước ngọt.
Nhưng mà hôm nay mình đi về quê mình ăn đám cưới thì người ta không có phục vụ nước ngọt mà là nước đậu đen. Thì không biết là phải nước đậu đen không nữa. Lúc đầu thì mình tưởng đâu là chai Dr. Thanh, tại vì tự nhiên mình thấy trên bảng có chai Dr. Thanh, cái mình nghĩ đâu là nước Dr. Thanh. À nhà không phải, mình uống á, mình nghe thơm cái mùi đậu đen rất kiểu rất là thơm luôn á cả nhà. Tại vì ở nhà mẹ mình cũng hay nấu nước đậu đen cho mình uống á, cho nên là mình uống vô mình biết liền à. Và ăn những cái món chiên xào nóng như thế này mà uống cái ly nước đậu đen vô, kiểu nó mát ở trong người á, rất là ngon. Cả nhà biết sao không? Hôm nay là thần make up nè, thần trang điểm độ mình nè, cho nên là mình quất một cái mặt rất là vừa ý luôn á. Và bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem cô dâu chú rể của ngày hôm nay nha. Tạm dừng những cái món ăn ngon lại để mình quan sát cái bữa tiệc ngày hôm nay ha. Ok, thì quay trở lại bàn tiệc thì đây là một cái món bắp bò gì đó mà nói chung là mình quên cái tên trong thực đơn rồi, cho nên là nếu như mà cả nhà có thể quay trở lại một tu lại chút xíu để nhìn cái thực đơn nha. Nhưng mà mình thấy cái món này nó khá là giống cái món bò lúc lắc ở trên Sài Gòn mình đó cả nhà, tại vì đây là có bò nè, có khoai tây chiên nè, có cà rốt nữa cả nhà, và ăn kèm với lại bánh mì. Nói chung là mình thấy nó khá là giống món bò lúc lắc ở trên Sài Gòn luôn á. Và cái phần bò ở đây người ta xắt một cái miếng rất là to luôn. Và ăn cái phần này là phần bắp bò cả nhà, cho nên là nó cũng dai dai và nó cũng khá là mềm. Thật ra là sáng mình có dặm ổ bánh mì á, cho nên là mình ăn tới đây là cái bắt đầu mình đã cảm thấy hơi bị no ở cả nhà. Cho nên là mình ăn xong cái phần này là mình dừng cuộc chơi lại luôn. No lắm luôn ở cả nhà. Và đây là cái món mà ở trong thực đơn người ta ghi là cơm rẫy, nhưng mà thực ra là cơm chiên ở cả nhà. Ở trên là có chà bông này với lại hình như là thịt gà thì phải. Mình nhìn xa xa thì mình thấy nó giống thịt gà, có ngò, mấy cọng ngò ở trên với lại chả nữa. Nói chung là mình nhìn xa xa mình thấy vậy thôi, không biết phải không, nhưng mà nó cũng khá là giống cơm chiên ở cả nhà. Ở trong thực đơn thì ghi là cơm rẫy. Thì đây là phần lẩu cá tầm, thì tới đây là mình chỉ quay cho cả nhà xem thôi chứ mình không có ăn, tại vì mình ăn xong cái phần bò đó là mình no thật sự luôn. Mình chỉ ngồi mình quay cho cả nhà để xem những cái món ở trên tiệc cưới ngày hôm nay thôi. Thì cái món lẩu này á, thì mình không có ăn cho nên là mình cũng không có biết mùi vị của cái nước dùng như thế nào hết trơn á. Nhưng mà mình có nghe mẹ mình tả lại là cái nước dùng thì chua chua ngọt ngọt, ăn chung với lại cá tầm thì cũng khá là ngon. Và cái lẩu là phải ăn thiệt là nhiều rau nha cả nhà. Nhưng mà ở trong đó là rau gì thì mình không có biết, tại vì hôm mà mình đi đang ăn đám cưới á, thì mình không có ngồi chung với mẹ mình cho nên là mình không có hỏi mẹ mình. Nói chung là nếu như mà cả nhà biết thì cả nhà comment cho mình biết với nha, thực sự là mình cũng không biết luôn á. Thì cái phần lẩu này á, ăn chung với lại bún nha cả nhà. Nhưng mà đó giờ á, mẹ con mình đi ăn đám cưới á, mà ăn lẩu, nói chung là đi ăn đám nào cũng vậy, mà có món lẩu thì sẽ không bao giờ ăn bún. Tại vì ăn bún vô cái nó no cả nhà, cho nên là không có được ăn những cái món khác. Sau cái món lẩu này là tới phần tráng miệng rồi cả nhà. Và đây là nho Mỹ xanh, phần tráng miệng của ngày hôm nay. Thì nho rất là ngọt luôn cả nhà. Nói chung là mình rất là thích ăn nho luôn á, nhưng mà ít khi nào mà mẹ mua cho mình ăn lắm. Và cả nhà đừng có để ý cái chén của mình nha, tại vì mình lỡ cắn trái nho, vừa cắn cái nho xong cái nó rớt, buồn ghê. Ăn xong thì mọi người ra chụp hình với cô dâu chú rể này cả nhà. Và mình đứng mà mình nhìn thấy cô dâu chú rể, mình đứng mà thấy hơi bị sót luôn á, tại vì rất là nắng luôn cả nhà. Lúc này là tầm khoảng 11 giờ mấy trưa á, cho nên là nắng kinh khủng luôn á. Và tự nhiên đang chụp hình thì cô dâu có bật khóc, và mình cũng hơi hết hồn á cả nhà. Tại vì nói chung là mình là con gái, nhưng mà mình cũng không có biết là cảm giác lấy chồng như thế nào. Mặc dù là lấy chồng xa hay là lấy chồng gần thì mình nghĩ là con gái thì cũng sẽ buồn thôi, tại vì cũng xa gia đình mà. Và bây giờ thì mình sẽ chờ Út tới để chở mình về chỗ nhà nghỉ để mình soạn hành lý và mình về Sài Gòn luôn. Bây giờ thì mình về thôi. Hello cả nhà, bây giờ là mình đã thay đồ hết ra rồi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị để đi về Sài Gòn, về nhà. Bây giờ là khoảng 10 giờ 45. Nãy ăn cưới no lắm. Chắc là tí không ăn trưa đâu. Ăn cái gì nữa vậy? Ăn cái trái này gọi là
trái gì mà cây chăm. Và vlog ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết vlog này nha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nè. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo. Và sau khi mà mình thi xong thì mình sẽ dẫn cả nhà đi nhiều nơi hơn. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo. Bye bye. Thank you.